Xin chào mọi người ha. Hôm nay mình làm cái video này thì mình sẽ bán nhanh ha. Loại này thì 79 tờ cho một tép. Đó. 1 đồng 1985 ha. Tờ đầu thì có ố nè. Cũ ha. Rồi đến qua tờ thứ hai là hết nha mọi người. Liền seri hết ha. Nó có rút ra mấy cái tờ số đẹp hết rồi mọi người. 37 38 39 77 78 79. Thì cái loại này thì người ta đã rút hết rồi mọi người. Còn có 79 tờ thôi. Tờ cuối cùng là có 98 thôi ha. Thì đa số liền seri hết ha mọi người. Gần một tép. Mắc hết đâu 79 tờ thì mắc hết có 21 tờ. Cái tép này bị mắc hết 21 tờ. Tiếc quá ha, xem đủ một tép rồi. Thì cái tép nào anh, tép này cũng rẻ thôi mọi người. Liền seri anh em nào lấy thì mình để lại 1 triệu ha. Còn 79 tờ liền seri. Mình làm cái video này thì mình bán nhanh nha mọi người. Còn bộ là liền số ha, nó có ố một ít nè. Đây, mình sẽ lấy cái tờ cuối nè. Đó, nó có ô nghịch vòng vòng thôi mà còn rất là ok ha mọi người. Đó, chỉ có cái tờ đầu là ố nhiều nhất. Đó, tờ đầu ha. Tép này anh em nào lấy thì 1 triệu nha mọi người. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Liền sẽ đi loại này thì không gấp, này mình mua cũng của lái thôi chứ không phải của dân đâu. Họ rút số đẹp họ hết rồi. Mua dân thì chưa chắc gì đã còn nha mọi người. Mua lái thì cũng vậy thôi. Bởi vậy mình đâu có số đẹp đâu mà bán cho mọi người nữa. Chung tép này thường thường nguyên tép thì bây giờ rất là ít nha mọi người. Lúc trước thì nhiều lắm. Lúc trước thì bao la luôn. Lúc này thì hết rồi. Đó. Tiền còn cứng ngắc luôn. Chưa bị gấp, chưa qua sử dụng luôn ha. Đó, 1 triệu á mọi người. Anh em nào mua thì cứ liên hệ qua bên mình ha. Xin chào tạm biệt anh em.